Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày về một đề tài được coi là một bài toán rất là quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính hay lĩnh vực xử lý ảnh, đó là bài toán Image Segmentation với một phương pháp giải quyết mới, đó là sử dụng Neural Network cùng với tích hợp sức mạnh của Saliency Map. Nội dung chính hôm nay mình sẽ trình bày về đề cương nghiên cứu, động lực và một số công trình nghiên cứu liên quan. Như chúng ta đã biết thì thế giới chúng ta hiện nay đang ngày càng phát triển và tiện nghi hơn với sự xuất hiện của một số máy tính và một số máy móc hiện đại. Cùng với sự phát triển đó là nguồn dữ liệu dồi dào được khai thác. Một số loại dữ liệu như là ảnh hay là âm thanh, giọng nói. Thì đi cùng với sự phát triển đó thì lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là một trong những xu hướng nghiên cứu trong thế giới hiện nay và nó đã trở thành một trong những lĩnh vực nghiên cứu khá là quan trọng đối với sự phát triển của các máy móc hiện đại. Về nói sơ một chút về dữ liệu ảnh thì dữ liệu ảnh là một trong những dữ liệu quan trọng được thu từ các thiết bị thị giác, ví dụ như là camera hay là mắt, và nó có vai trò quan trọng trong TV, projector, máy tính hay là camera thông minh hay là trong mắt nhân tạo. Dữ liệu ảnh thì được khai thác rất là nhiều trong một số lĩnh vực như là thị giác máy tính hay là khoa học dữ liệu thị giác. Thì dữ liệu ảnh có một số lĩnh vực nghiên cứu riêng của nó, ví dụ như là phân vùng ảnh hay là xác định vật thể trong ảnh, hay là phân vùng ảnh y tế để xác định các khối u, các vị trí bất thường trong ảnh y tế, hoặc là xử lý ảnh và phân loại ảnh. Bài toán Image Segmentation là một trong những bài toán khá là hot và quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính. Để giải quyết bài toán này thì đã có rất nhiều phương pháp, ví dụ như là dùng các thuật toán đơn giản, các thuật toán thuần như phát hiện biên cạnh, cho đến các thuật toán phức tạp như là sử dụng tới Deep Learning, Deep Neural Network. Và bài toán Image Segmentation có vai trò rất là quan trọng trong xử lý ảnh, trong việc chẩn đoán ung thư qua ảnh chụp X-quang, ảnh chụp CT, hay là qua làm mắt nhân tạo trong các robot tự hành. Và bài toán Image Segmentation có hai dạng chính, đó chính là Semantic Segmentation và Instant Segmentation. Semantic Segmentation là phân vùng theo ngữ nghĩa và Instant Segmentation là phân vùng theo đối tượng. Thì bài toán Semantic Segmentation là một bài toán nhỏ trong Image Segmentation. Nó theo khái niệm của Paper with Code thì Semantic Segmentation là nhiệm vụ phân vùng các đối tượng trong ảnh theo đúng ngữ nghĩa của nó. Ví dụ như từng chiếc xe thì sẽ được gắn nhãn chung là chiếc xe, chứ không phân biệt là chiếc xe nào cả. Và tiếp theo là bài toán Instant Segmentation. Thì bài toán Instant Segmentation nó cụ thể hóa hơn bài toán Semantic Segmentation, bởi vì nó có sự phân biệt giữa các đối tượng với nhau. Ví dụ là vùng đó cùng là người, nhưng người này là người số 1, người số 2, người số 3 và người số 4 và vân vân. Tiếp theo là mình sẽ nói về Saliency Map. Thì Saliency Map là một trong những khái niệm rất là quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính. Saliency Map là một cái ảnh mà nó biểu hiện sự thay đổi độ sáng của các pixel. Thì những cái vùng nào mà nó thuộc cùng một object thì nó sẽ có cùng cái mức độ thay đổi như nhau. Saliency Map, mục đích của Saliency Map là dùng để phát hiện ra được những cái vật thể được coi là hấp dẫn nhất trong ảnh. Một số lĩnh vực được nghiên cứu với Saliency Map ví dụ như là Salient Object Detection, đó chính là phát hiện ra vật thể hấp dẫn nhất trong ảnh, hay là CO Saliency Detection, tức là chúng ta sẽ có một dải ảnh cùng với vật thể đó như nhau, nhưng chúng ta sẽ phát hiện ra được là vật thể nào là vật thể hấp dẫn nhất trong cái dạng ảnh đó. Hay là bài toán Image Segmentation là bài toán phân vùng ảnh nói chung, và bài toán Saliency Prediction tức là dự đoán được những cái
nơi nào mà hấp dẫn nhất trong ảnh mà mắt người có thể tập trung vào. Bài toán Saliency Detection thì là một bước tiền xử lý trong lĩnh vực Computer Vision. Mục đích của nó là tìm ra được những vật thể salient hay là những vật thể hấp dẫn nhất trong ảnh và tách nó ra khỏi background của ảnh. Tiếp theo là bài toán Saliency Prediction. Theo khái niệm của Paper with Code thì bài toán Saliency Prediction là một mô hình giải quyết để giải quyết bài toán này để dự đoán được cái mắt người sẽ tập trung vào những vùng nào trong ảnh. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về Deep Neural Network. Thì Deep Neural Network là một trong những mô hình dùng để giải quyết mạnh các bài toán về trong học máy, học sâu và cụ thể hơn đó là bài toán Image Segmentation. Thì Deep Neural Network là một mạng neuron nhân tạo nhiều lớp và nó hiện nay thì có rất nhiều mạng Deep Neural Network khác nhau để giải quyết các bài toán khác nhau, nhưng nó đều có một kiến trúc chung là bao gồm các neuron, synapse, trọng số, bias hay là và các hàm kích hoạt. Thì có rất nhiều cái mạng Deep Neural Network dùng để giải quyết bài toán Image Segmentation, nhưng nổi trội nhất trong đó chính là mạng MaskRCNN. Thì thông qua những giới thiệu về Image Segmentation và Saliency Map, chúng ta đã phần nào thấy được sự liên quan giữa Image Segmentation và bài toán Saliency Detection. Thì vì vậy chúng ta có thể nghĩ rằng một cách là chúng ta có thể kết hợp lại Deep Neural Network và Saliency Map có thể giải quyết được cho bài toán Image Segmentation hay không. Và nếu tích hợp được thì chúng ta có thể nâng cái hiệu suất của mô hình lên hay không, và nếu tích hợp được thì chúng ta cần làm những gì. Thì trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nếu chúng ta có thể làm như vậy được thì nó sẽ tạo ra một phương pháp mới trong bài toán, trong giải quyết bài toán Image Segmentation. Một xu hướng nghiên cứu mới đó là Image Segmentation based on Saliency Map, dựa trên Saliency Map, làm sao để giải quyết được, làm sao để tối ưu hóa được và làm sao để kết hợp được nhiều phương pháp khác hơn nữa mà vẫn giữ nguyên được hiệu suất của mô hình. Ví dụ như AtaxiMap, SuperPixel, không những giữ nguyên mà chúng ta có thể tăng được hiệu suất mô hình lên nữa. Thì ngoài ra chúng ta có thể nghiên cứu thêm để giải quyết các bài toán với một số tập dữ liệu khó như là ảnh vệ tinh hay là ảnh y tế, điều này có khả thi hay không. Thêm vào đó, chúng ta sẽ thiết lập một phương pháp gọi là state of the art trong lĩnh vực Image Segmentation. Trong ứng dụng thì Image Segmentation có rất nhiều ứng dụng, ví dụ như là phân vùng ảnh y tế để phát hiện ra những khối u, những khối ung thư trong ảnh y tế, hay là trong các camera thông minh. Ngoài ra bài Image Segmentation còn sử dụng trong bài toán Image Process, trong xử lý ảnh, ví dụ như là Photoshop, ví dụ như là tách background của cái vật thể đó ra, hay là dự đoán hay là chẩn đoán ung thư bằng cách là chỉ ra được những điểm bất thường trong ảnh y tế và trong các xe ô tô tự lái. Ngoài ra Image Segmentation còn có tác dụng trong việc truy vấn ảnh theo nội dung và trong các bài toán nhận dạng, kiểm soát giao thông, vân vân. Tiếp theo mình sẽ trình bày rõ hơn về mô tả bài toán, input và output của bài toán là gì và framework dùng để giải quyết dùng để giải quyết bài toán Image Segmentation dựa trên Saliency Map. Theo mô tả của bài toán Image Segmentation thì bài toán Image Segmentation là chúng ta cần phải phân vùng ảnh ra thành những vùng sao cho có liên quan với nhau và những vùng đó đều có chung một nhãn, và chung một nhãn hay được gọi chung là một ngữ nghĩa. Một cách hình thức theo định nghĩa của sách Digital Image Processing của tác giả Gozalet, thì bài toán Image Segmentation là chúng ta sẽ có một vùng R, phân vùng R đó ra thành những vùng R con khác nhau từ R1 cho đến RN, sao cho R1 hợp cho đến RN thì bằng vùng R, và các vùng R con đó thì là một tập hợp liên thông.
các vùng đó không được chồng chéo lên nhau và các vùng đó cần phải được dán nhãn cụ thể. Input và output của bài toán là input thì chúng ta nhập vào một tấm ảnh là màu hoặc là một tấm ảnh grayscale, và output là một tấm ảnh đã được dán nhãn các vùng. Ví dụ như trong ví dụ này là cái ảnh này thì ví dụ mặt đường thì được dán nhãn thêm một màu là màu hồng, và các cây xanh thì được dán nhãn màu xanh, nhưng không có sự phân biệt giữa các đối tượng với nhau, thì đây chính là một ví dụ của bài toán Semantic Segmentation. Về framework dùng để giải quyết bài toán Image Segmentation dựa trên Saliency Map, chúng ta sẽ đưa ảnh vào qua một hệ thống đầu cuối. Hệ thống này là sự tích hợp giữa Neural Network và module được thiết kế dựa trên Saliency Map. Quá trình huấn luyện sẽ ở trong cái hệ thống đầu cuối này, và thông qua đó là sẽ cho ra kết quả segmentation. Sau đây là một số công trình nghiên cứu liên quan mà các nhóm nghiên cứu trên các trường đại học trên thế giới hay là của các viện nghiên cứu khác đã công bố các bài báo khoa học từ năm 2016 cho đến 2020 là mới nhất về lĩnh vực này. Các tạp chí đều được lấy ở trong các hội nghị uy tín về computer vision như là ICVR, CVVR hay là ICCV. Thì vào năm 2016, một nhóm nghiên cứu đã cung cấp một phương pháp kết hợp giữa CNN và Object Saliency Map để giải quyết bài toán Image Segmentation. Độ phức tạp khá là cao, sử dụng 16 lớp CNN và sử dụng được kiểm thử trên tập dữ liệu Pascal VOC, là tập dữ liệu chuẩn cho bài toán Image Segmentation được nghiên cứu. Tiếp theo vào năm 2017 thì có hai paper và trong hội nghị CVVR nghiên cứu về cách tích hợp Saliency Map trong Deep Neural Network dùng để giải quyết bài toán Image Segmentation. Bài báo thứ nhất sử dụng hai module là module phân vùng ảnh dựa trên Saliency và module con nữa sử dụng trên mạng VGC16 với gap layer. Tập dữ liệu kiểm thử là tập Pascal VOC 2012, độ phức tạp khá là cao. Và bài báo thứ hai là bài toán giải quyết bài toán Image Segmentation nhưng ở mức độ instant, tức là có phân biệt giữa các object với nhau, sử dụng phương pháp đề xuất là MSRNet. Độ phức tạp khá là cao và được huấn luyện liên tục 50 giờ. Tiếp theo vào năm 2019 cho đến năm 2020 thì có 3 bài báo nổi trội trong việc giải quyết bài toán Image Segmentation sử dụng Saliency Map. Trong 2019 thì hai nhóm nghiên cứu đã công bố hai loại mạng neural network khác nhau có sự tích hợp giữa module dựa trên Saliency Map. Thứ nhất là S4Net và thứ hai là SSNet. SSNet thì có sự tích hợp giữa mạng Segmentation Network và Saliency Aggregation Module. Hai cái mạng này thì đều rất là phức tạp, và S4Net thì được kiểm thử được sử dụng để kiểm thử là mạng ResNet 50. Và vào năm 2020 thì một nhóm nghiên cứu đã sử dụng một mô hình được gọi là say up the art của bài toán Image Segmentation, đó chính là MAT RCNN hay là và ResDynamics, dùng để kết hợp với một module mà nhóm này đề xuất, đó là module SafeCrop dựa trên sức mạnh của Saliency Map và dựa trên phương pháp học, đó chính là Learning Saliency Propagation. Tập dữ liệu kiểm thử là dùng 3 tập dữ liệu kiểm thử, đó là Pascal VOC, BDD 100K và MS Coco. Độ phức tạp của mô hình là rất là cao. Và tiếp theo là phần tài liệu tham khảo đã được sử dụng trong slide này. Trong video tiếp theo, mình sẽ trình bày về một phương pháp cụ thể để giải quyết bài toán Image Segmentation dựa trên Saliency Map. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.